sống Sài Gòn luôn nhộn nhịp và hối hả mỗi ngày. Trong guồng quay ấy, ta vô tình lãng quên đi những giá trị tinh thần hay những điều nhỏ nhoi đang tô điểm cho cuộc sống. Ở con hẻm nhỏ trên đường Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, có một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, vẫn miệt mài tìm về những giá trị cũ, mặc cho nhịp sống hối hả hiện đại bên ngoài. Đó chính là chú Võ Văn Rạng, làm nghề phục chế sách cũ. Công việc khiến người ta hình dung ra một quy trình nào đó rất lớn. Nhưng đến với tiệm của chú, chúng tôi thật sự bất ngờ bởi sự giản đơn và mộc mạc. Chỉ là chiếc máy cắt giấy chú đã mua gần hơn 20 năm, kềm, kéo, búa và một lọ keo được chế từ bột năng. Và đặc biệt nhất, thứ khiến công việc này trở nên giá trị là đôi bàn tay rất điêu luyện, tỉ mỉ của chú Rạng. Chữa bây giờ em sắm mua cũng mới, người ta thích cái kỷ niệm để là cũ á, chứ mua mới thì vậy là cũng có tài bản gì. Mình làm giữ lại một chân mới nha. Một chân của chú đã không còn vững vàng, bước thấp, bước cao, đi đứng rất khó khăn. Nhưng khiếm khuyết đó không làm cho người thợ sách thôi tràn đầy tình yêu với nghề, với đời. Có lẽ nhờ sự lương thiện và bản tính chất phác, trời thương ban cho chú một đôi tay tài hoa đến thế. Cái nghề này là chú tự làm hay là có ai chỉ nghề cho chú không? Nhà bạn gì? Nghề nhà bạn chỉ là xưa nhà cắm sách mà. Dạ. Mình qua mình làm mướn cho nó thành làm. Biết bên ngoài có rất nhiều những hiệu sách với những cuốn sách mới quắn, bóng bẩy, nhưng chú Rạng vẫn luôn trung thành với nghề, bởi với chú, sách cũ luôn có một giá trị khó thay thế. Khi chú Rạng phục chế hoàn chỉnh cuốn sách cũ và chờ khách đến lấy, thì trong lúc nghỉ tay, chú luôn tranh thủ đọc cho đến mức thuộc lầu lầu. Chú làm mấy cái thể sách khúc để chú cũng đọc thôi văn nữa. Nhiều, đọc nhiều, con sử dễ, con nhiều. Đọc, làm mình biết coi, lại đánh mình đọc mình coi. Chú có nhớ bài thơ nào hay hay không chú? Nhớ. Rồi đọc thơ coi lại chị Kiều, Nguyễn Văn Quang, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Chứ, Bảo Bảo Bác, Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Khuyến, Trực Nhĩ Bác. Đọc, mình đọc coi lại, rồi mình coi lại, mình nhớ lại. Thời xưa mình có học những tấm hình nhớ lại. Bàn tay nâng niu từng trang sách, dưới cặp kính dày cộp, từng mũi kim, sợi chỉ được chú luồn kéo rất tỉ mỉ để thành phẩm là một cuốn sách hơn cả mới. Bình thường một cuốn sách thì chú làm khoảng bao nhiêu ngày là được không ạ? Có cuốn 5 ngày, 2 ngày, có cuốn 5 ngày một cuốn, để nó mỏng hay dày, hư nhiều ít tùy cuốn. Giờ phải mình coi sách nó giống nhau, có cuốn dày, có cuốn mỏng lét. Chú Rạng sống cùng vợ và con trai trong ngôi nhà nhỏ ngập nắng. Chúng tôi mê mẩn hương vị xưa cũ và hoài niệm nơi đây. Mái hiên nhà, dàn bông giấy đung đưa theo gió. Người đàn ông mê sách cũ cũng có một tâm hồn thật nghệ sĩ. Cuối chiều vãn khách, chú Rạng lại cầm cây guitar, gảy những giai điệu man mát. Khi chúng tôi đang trò chuyện thì một vị khách xuất hiện, cô ấy với cuốn album đã cũ ở trên tay. Cuộc trò chuyện với cô khách và chú Rạng như một bánh xe quay ngược thời gian để chúng tôi nhớ về Sài Gòn ở những năm 75, thời mà ba mẹ, ông bà đã từng đẹp và thơ đến thế. Áo dài, giãn đường, dù là màu ảnh đã phai mờ, dù cho thanh xuân đã trôi đi, nhưng những điều đó chẳng ngăn được những người như cô và chú Rạng thôi nhung nhớ. Đây. Như có năm mấy? Năm 1900 này là 74-75 á. Dạ, 74-75. Cũ và cô vẫn muốn làm lại nữa là cô? Thì cô, ngày xưa cái này cô mượn của người ta. Bây giờ cô phải làm lại xong rồi cô sẵn cô làm luôn mấy chục quyển này cô tặng cho mỗi người quyển. Đây là kỷ niệm không cô? Lâu lắm rồi đó. Lâu lắm thì anh em nó làm tùm lum cho người ta. Chưa 75 mà. Dạ, trước 75, 12A3. Cô là lớp mấy cô? Cô đó, cô học lớp 11A4. Cho sở thú hả? Dạ đúng rồi, sở thú. Thi vất vả lắm mới vô á. Chúng tôi chia tay chú Rạng, 5 giờ chiều cũng đã đến lúc nghỉ. Chú Rạng chào chúng tôi rồi đóng cửa, đạp chiếc xe ra hội họp cùng mấy ông bạn già. Sách luôn có một vị trí vĩnh cửu, dù cũ hay mới, nhưng vẫn mang một nét đẹp riêng.
Chú Rạng đã dành hơn 20 năm cuộc đời chỉ để phục chế những cuốn sách cũ. Quả thật tình yêu sách của chú rất đáng trân trọng. Hy vọng thời gian sau gặp gỡ với chú Rạng, tình yêu sách sẽ lan tỏa và khơi gợi nhiều cảm hứng để bạn trẻ duy trì thói quen đọc sách, tìm hiểu kiến thức giữa thời buổi bùng nổ mạng xã hội, mạng công nghệ, thông tin 4.0 như hiện nay. Khi xe ôm công nghệ như Grab, GoViet, Bi hiện diện ở khắp mọi nơi, thì đâu đó ở những góc đường tại Sài Gòn, những người đang làm nghề xe ôm truyền thống phải nhọc nhằn, lo lắng bị vắng khách. Khi chúng tôi trò chuyện cùng chú Nguyễn Văn Hòa, 68 tuổi, làm nghề xe ôm truyền thống, mỗi ngày chú phải bôn ba khắp các con đường để mưu sinh ở cái tử xế chiều. Truyền thống bây giờ ngồi ở ngoài đường nó không có cách giãn lai. Chú thường thường là chú nằm nhà chăm sóc mấy con mèo, rồi chờ điện thoại gọi là đi, chứ ra ngoài đường ngồi không có cách. Tại vì xe ôm Grab hay là... Đúng rồi, xe ôm công nghệ bây giờ nhiều. Mới đầu á, chú buồn lắm chứ. Buồn, tức. Mình mất cái nguồn thu nhập, cái cuộc sống nó khó khăn, càng ngày càng khó khăn. Buồn, riết là quen à. Thôi, tới đâu hay tới đó. Làm nghề xe ôm truyền thống rất vô chừng. Có ngày chú Hòa chạy được nhiều cuốc, nhưng có ngày chỉ có 2-3 cuốc xe. Tiền bạc eo hẹp, tuổi tác thì ngày càng cao, tay lái chú Hòa càng yếu đi. Chú vẫn ở góc đường đó, kiên quyết với cái nghề đã gắn bó với mình hơn nửa đời người. Chú kể rằng lúc còn trẻ chú chạy xích lô, khi thành phố cấm phương tiện này thì mới chuyển qua xe ôm, thoáng chốc đã gắn bó với nghề gần cả chục năm. Chú giật mình nhớ lại. Đi theo chú Hòa men dọc con hẻm trên đường Thành Thái, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đến một căn nhà sập xệ. Chú ở trên gác mái, hằng ngày phải lên xuống cực kỳ khó khăn. Phòng chú nhỏ nhưng gọn gàng, mọi thứ đều nhầu nhĩ, cũ nát. Cứ như thế, chú cùng đàn con của mình ngày qua ngày phải tồn tại bằng những vật thô sơ nhất. Chú không có ước mơ gì lớn lao, chỉ mong bản thân có nhiều, thật nhiều sức khỏe, vì chú sợ khi mình mất đi, không có ai để chăm sóc cho những chú mèo. Không có chú, chắc tụi nó chết mất. Chú ước mơ là chú sống lâu một chút xíu để chú nuôi được mấy con mèo này cho nó càng lâu càng tốt. Bây giờ chú nghĩ tới cái ngày mà chú mất đi đó, tụi nó bơ vơ lắm, khổ. Ăn, uống, ị, đồ này nọ, đâu có ai chăm sóc cho nó đâu. Nhất là cái ăn. Không biết cai cả người ta mình đó. Bây giờ không có tiền đi ra ngoài đường, khó khăn rồi. Mà con vật nó phải như con người mà đi biết làm lụng đồ này nọ, kiếm tiền mua thức ăn đâu. Nó toàn là đi rong, đi rủi, rồi mấy con mèo hoang đi tìm thức ăn rồi này nọ, dĩa hè rồi này nọ. Còn cái này tụi nó đói, nó về nhà nó có mấy cái dĩa cá, cái dĩa đồ ăn, nó ăn. Chú ước mơ là chú sống càng lâu càng tốt cho mấy con mèo nó ở với chú. Chú cầu xin cho mấy con mèo nó bỏ chú ra đi được sống bình an. Chú vừa nói chuyện với chúng tôi về đàn con, vừa khóc nức lên từng cơn. Chú không gia đình, không người thân, chỉ có đàn mèo 5 con để tâm sự, hủ hỉ mỗi ngày cho qua đi nỗi buồn trong cuộc sống. Ba đi nữa đó. Dù không có giàu có, nhưng mà có điều là người ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mấy con mèo của chú nó cho chú một ngày cả 100 thang thuốc bổ luôn. Cái ngày mà cao điểm nhất là chú được 7 con. Đầu tiên là chú lượm 3 con mèo ở ngoài gốc cây Bình Bác. Bây giờ chú nuôi rồi nó lớn lên, rồi con mẹ nó đẻ thêm 4 đứa, là tổng cộng là 7 đứa. Rồi có một khoảng thời gian nó có một con mèo đen nó cắn chú, vì chú tắm con mèo trắng. Con mèo trắng nó cự cãi, nó không cho chú tắm, cái con mèo đen nó tức nhào vô nó quánh con trắng. Chú thấy tội nghiệp cái chú giơ tay chú cản cái đó, ngậm vô cái tay chú đi bắt tờ chích gần xong rồi cái nó bữa đó nó ở trong phòng tối,
Nó chạy ngang chú là con wow, cái nó bỏ đi luôn. Nó ở đó khó khăn về tiền phòng á, chú mới tìm cách chú giờ về đây cho nó rẻ tiền hơn. Chú chở, lúc đó chú chở 6 con vô 2 cái vali, chở về đây. Chở về đây một thời gian à, trong khoảng vòng 1 tuần, 2 tuần à. Con mèo mẹ đẻ 4 đứa con đó, nó bỏ, nó không phải nó bỏ đi. Bữa đó chú nghĩ là chắc nó bị lạ, bị mất, bị bắt hay sao đó. Nó kêu 2 tiếng, thảm lắm. Rồi luôn, mất luôn. Tóc chú chỉ còn một màu trắng, giọng nói đã bắt đầu yếu dần đi. Ngày ngày chú chạy xe kiếm đôi ba đồng đủ mua thức ăn cho đàn mèo mà chú hay gọi thân thương là con. Đáng lẽ ra ở cái tuổi này chú còn được ăn uống đầy đủ hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng những đồng tiền ít ỏi kiếm được nhờ chạy xe chú đều dành cho đàn mèo ở nhà. Chú mua thức ăn gói đó, hộp đó, thức ăn của mèo á, cho nó ăn. Cái thứ hai nữa là chú mua cá ngừ về chú kho cho tụi nó ăn. Mình không có chạy được nhiều phút, thu nhập của mình không đủ mà tại sao chú lại dành cho cái bạn mèo thức ăn tốt nhất? Chú thương nó. Chú thương ít tiền hơn nó. Thương nó thôi, nó tội nghiệp lắm rồi. Chẳng mấy mèo con bây giờ nó giỡn như chú tìm được nụ cười. Vui lắm. Nên rằng quy luật đào thải là quy luật tất yếu của xã hội. Cái tốt dần được thay thế, nhường chỗ cho những cái tốt hơn. Biết thế nhưng vẫn xót thương cho người đàn ông gần 80 tuổi này. Chú dầm mưa dãy nắng để mưu sinh cho đàn mèo. Và theo nhịp cuộc sống, chú sẽ có những khó khăn mới. Câu chuyện của chú Hoài chạy xe ôm còn dài mãi như thế. Điều buồn nhất của mỗi số phận là chẳng phải ai cũng giống như nhau. Có người sinh ra đã trong nhung lũa, có người đến tuổi xế chiều vẫn còn ra đường vất vả mưu sinh, lo cho con cháu. Góc đường Hoàng Diệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã quá quen thuộc với hình ảnh gánh chè lặng thinh. Cái tên gọi ấy là bởi cô Hương, vì mưu sinh mà mắc bệnh nặng ở Thanh Quản. Mỗi lần nói chuyện, cổ họng của cô lại đau nhói. Cố lắm thì chị cũng có thể thều thào. Cái cổ họng của cô bị đau như này đâu vậy? Cô bị đau dây canh rồi. Lúc cô quẩy á, cô giao, giao quá. Rồi từ giờ mới là cô đi, nó ông có dây cán. Từ gì? Cái cổ cô, hồi xưa nó bự vậy, bây giờ nó nhỏ hơn. Bác sĩ bớt nấu, bớt là nhiều cái chất quá cũng phải nấu. Hỏi không? Không bạn, nóng hay lạnh, nhớ giật, bớt nóng, xong sinh, đá, phải nở. Dù vi đó, nằm đi, bớt lạnh, cứ tuôn trào, tuôn trào, cầm không được. Thì sao? Nhớ thế, sáng dậy, phụ giọng. Cô Hương năm nay đã ngoài 60. Cái tuổi lẽ ra được phụng dưỡng, được yên ấm, nhưng cô Hương vẫn miệt mài bên gánh chè, kiếm từng đồng để nuôi bản thân, lo cho chồng, lo cho đứa cháu còn ăn học. Đây. Cô
muốn đi bán. Mà cái lúc cô bệnh, cô nghỉ cũng không dám nghỉ. Từ gì kia nghĩ là tiền nhà, tiền thuốc, cô thì có bảo hiểm. Từ gì cô có giấy tờ, còn ông xã cô thì không có một tờ giấy lộng lưng mua bảo hiểm. Một tháng vi phạm học thật tiền thuốc tiền thật là phải gần 2 triệu bạc. Và trong lúc này thì ai cũng gặp nhiều khó khăn, cô cực khổ nhiều năm nữa. Bây giờ có cực nữa, cô cũng cực, cô không phàn nàn. Cô chỉ muốn rằng cho cháu cô nó ngoan rồi để nó học năm sau lên lớp 12, cô lo cho nó học đại học xong xuôi, lúc đó nó đi làm để cô giúp. Cuộc đời cô Hường như một khúc nhạc buồn, sóng gió cứ liên tục ập tới từ thời con gái cho đến khi về già. Cái lúc mới hết đây 4-5 năm cô bị đi bán, mà con biết không, hên ông bà cũng để cái đất lại xe rác á, bữa đó chạy công ích mà cái thằng đi xe lái công ích nó không đi mà nó đi xe Honda, nó giật vừa chắc cái gì chỗ cô nó gặp nhau, nó tâm cô lúc đó 10 giờ cô thì có lớp đi lên một bọc da chai để kiếm sống. Qua ngày cô mới dặn nó, rồi con đừng có kêu nói cho chồng cô biết. Mà cô cháu thấy thấy sao mình bậy nửa cá máu nó tuôn xuống. Cô thì con cuộc đời cô nhiều gian nan, 14 tuổi nó đi ở đời cô giúp cho. Cô đi ở đội năm bao nhiêu tuổi hả cô? Đúng rồi, cô giúp việc nhà cho anh ta 15 tuổi. Đi gánh, giúp mướn, lúc á, cái dài, cô gù. Cái gì cô làm được, có tiền, là lời. Chứ không phải theo bè bạn, mà đi chơi, bờ. Làm, biết, có đồng tiền. Cô, cha mẹ, giờ lấy chồng, lo chồng, lo con. Chú bán nước đá, cái đậm rau cải, cô ngồi cô lạnh, giờ cô kiếm, cô ăn, cần ăn mà sống, chứ không phải ăn mà để hương đủ chất. Cô Hường khóc, nước mắt thâm đẫm chùn sâu vì một đời vất vả. Nước mắt của đau khổ, của số phận bạc bẽo chẳng vẹn tròn. Hai đứa con, gió đất nước, đứa con trai lớn năm nay 40 tuổi, chưa có vợ. Lúc đó cô cũng khổ, cô chỉ niệm Phật ngày nào bán hết ngày đó thôi. Cô không có cần ăn sang mặc đẹp cái gì, chỉ muốn rau cải vợ chồng có nhau ăn, chỉ lo tiền nhà cho người ta khỏi có chửi bới mà. Ai đi qua cánh chè của cô cũng đều nán lại mua đôi ba ly. Có người vì chè ngon, có người vì thương cô Hường, thậm chí là những người hàng xóm. Em nhà bán à, dạ. Anh có hay tới giúp cô chè không? Em rảnh em hay bưng chè cho cô không có chè. Cứ mỗi lần anh thấy cô hết chè là anh sẽ lại bưng. Lần nào cô cũng mua ba ly rồi cô? Ăn lâu lắm rồi đó. Dạ. Từ mấy năm rồi hả cô? Ờ, ba mẹ cũng khoái lắm, em mua đây nên ba mẹ chỉ đó, biết bà đó. Ba mẹ chị gần đây. À dạ, ờ. Thì chị qua đây mua cô. Ờ, chị ở bên quận 7 đâu. Dạ. Thì cứ mỗi lần qua đây chơi là lại ghé. Qua đây là bà chị mới kêu phải ghé. Còn có những lúc cô không đứng đây, cô đứng đâu phải đi tìm. Mà cô không, cô Hương không có nói chuyện được đó, thì cô có... Không biết, chỉ cần nói là cô biết chưa tiền là cô tự thôi. Cháu nội của cô Hường, em tên là Thịnh. Cứ mỗi 1 giờ chiều, em lại phụ nội dọn hàng ra để bán. Cậu bé tròn chỉnh, nhanh nhẹn, tuy còn nhỏ,
nhưng em luôn hiểu hoàn cảnh của mình và thương bà nội vô cùng. Với cô Hường, Thịnh là niềm vui để cô tin vào cuộc sống. Nói chung, con không chào con, không biết tại vì nói bất giờ không cảm chân mà nói làm gì nước mắt khóc mình đâu có đâu mà nói chào biết không nói xin lỗi thì nó nói là không phải nước mắt xong lại chạy ra mình phải gương cho cháu mình suy nghĩ từ nó tất cả nói cái gì nó nghe vậy cô chỉ niệm Phật cho cô vươn lên cố lên cố lên. Cuộc sống không sinh ra chỉ toàn hạnh phúc, nhưng cách cô Hường sống, cách cô say mê lao động dù ở tuổi đã cao vẫn đem lòng yêu cuộc đời, vì chồng, vì con, vì cháu, đã khiến chúng tôi tin rằng hạnh phúc chính là khi ta không đầu hàng với số phận.